Hello cả nhà xe đẹp Nhật Bản xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta là một con cào cào Rigetton Anbet 5 số DJ Kuro sườn nhôm. Con xe này là 27 inch ha cả nhà. Màu của nó là màu lông chuột nguyên zin. Để đi vô chi tiết cho anh em xem. Đây là một con cào cào Anbet nội địa Nhật đã qua sử dụng ha anh em. Nói chung là dòng này thì mình đã bán rất là nhiều rồi cho nên là cũng không có gì phải bàn cãi về cái chất lượng của những con xe này ha anh em. Rất là ngon và đặc biệt giá cả rất là phải chăng. Đó, những con xe mới này thì ở bên Nhật hiện tại bán nếu mà đổi quy đổi về tiền Việt Nam thì tầm khoảng 17 18 triệu cho full phụ kiện ha. Full phụ kiện tức nghĩa là sao? Ở Nhật nó bán không kèm baga sao nè. Không kèm rổ nó bán xe không nha. Đó là nhu cầu của từng người. Ví dụ cần thiết thì mua baga sao gắn vô thêm tiền. Hoặc mua rổ inox gắn vô. Đó là nhu cầu của khách hàng, của từng người. Cho nên có những chiếc xe về không có rổ trước, không có ba ga sau. Thì đây là những cái ba ga, những cái rổ mà của những con xe bãi khác lấy lắp qua. Hoặc nếu những con xe nào mà chủ có gắn thì vẫn còn. Đó, nói rõ chi tiết cho anh em. Bởi nhiều khi bán xe có nhiều chỗ người ta không có cái rổ này nè, không có rổ inox bãi nha. Không phải chỗ nào cũng có những cái rổ inox bãi như thế này. Đó. Cho nên là cái giá trị của chiếc xe có thể là nó sẽ chênh lệch. Đó. Có thể một cái rổ như thế này là 300-400 nghìn, 500-600 nghìn bình thường. Đó. Cho nên là quý vị so sánh giá thì mình cũng hiểu được vấn đề là như thế nào. Ha. Còn đây là những con xe nguyên zin nè. Mình chưa có làm gì hết, về chỉ rửa thôi. Đó. Rửa bán cho quý vị nè. Con này là 5 số ha, đùm 5 số DJ Kuro để mình quay để nghe tiếng đùm cho anh em nghe thử nha. Đó. Bao chất lượng ha anh em, rất là chớn những cái đùm này nè. Hiện tại đây là số 4 ha, mình còn thể lên một số nữa là số 5. Đó, lên được số 5 luôn ha, nhưng mà mình trải về số 3 thì cái đùm này nó sẽ hết kêu nha. Đây nè, trải về số 3 nè. Rất là hay ha. Đây là cái đặc điểm của cái đùm 5 số. Khi mà mình chạy 3 số, số 1, số 2, số 3 thì cái đùm nó sẽ không kêu. Và lên tới số 5, số 4 thì nó sẽ cái con dế nó sẽ gáy rất là hay. Đây. À, xe này sẽ được ship toàn quốc và ở đâu ship cũng được. Và sẽ được ở đâu ship cũng được. Và nhận cọc từ 20% giá trị của xe thì bắt đầu ship nha anh em. Đây, Rigetton Anbet. Dòng này là dòng light ha. Đây là tem nội địa Nhật nè. Đó, tem nội địa Nhật. Đây là tem Rigetton ở dưới đây ha anh em. Xe còn khá đẹp. Con này là tầm khoảng 90% rồi. Đó, 90% ha. Đây. Đùm bọng gì này kia là còn rất là sáng đẹp ha. Đùm trước là đùm năng lượng nha anh em. Đùm năng lượng. Khi mà mình chạy thì ban đêm nó sẽ tự động nó phát sáng rất là hay. Đây, đèn này là đèn LED ha. Đèn LED logo là logo Rigetton. Đó, logo này là logo Rigetton này nè. Đó. Đồ đạc là chuẩn luôn. Đó, số 3 đó nè. Ha. Số 3 là cái đùm nó sẽ quay rất là thoải mái nhưng mà không nghe tiếng kêu nghe bắt đầu. Rồi, đây là một con cào cào Anbet nhôm 27 inch DJ Kuro đùm 5 số trong. Con xe này sẽ được bán với giá là 7 triệu đồng nhưng ở thời điểm hiện tại là đầu năm cho nên là mình có chương trình lì xì đầu năm là 500 ngàn. Thì hiện tại con xe này chỉ còn giá là 6 triệu rưỡi cộng phí vận chuyển. Vận chuyển ở đâu cũng được. Anh em nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc qua số điện thoại 089 883 1234. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn anh em cái clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.